Sáng ngày 14 tháng 6, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân quận Hai Bà Trưng, Hà Nội cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ cháy nhà dân. Hiện lực lượng chức năng đang phong tỏa hiện trường. Thông tin ban đầu, vụ cháy xảy ra vào khoảng 3 giờ 58 phút sáng cùng ngày tại ngôi nhà 3 tầng nằm sâu trong ngách 176, ngõ Trại Cá, phố Trương Định, quận Hai Bà Trưng. Vào thời điểm trên, ngọn lửa bùng phát dữ dội tại khu vực tầng 2 ngôi nhà, kèm theo khói đen nghi ngút khiến nhiều người hoảng loạn. Do ngôi nhà xảy ra cháy nằm sâu trong ngõ nhỏ nên lực lượng chức năng phải nối dây bơm nước từ đầu ngõ vào để chữa cháy. Khoảng 4 giờ, ngọn lửa được dập tắt hoàn toàn. Vụ cháy không có thiệt hại về người. Theo công an quận Hai Bà Trưng, do xử lý kịp thời nên đám cháy chỉ lan khoảng 8m² tại khu vực phòng ngủ tầng 2 của ngôi nhà. Công an xác định nguyên nhân cháy ban đầu có thể do chập điện.